Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa một hình ảnh vào file AutoCAD. Giả sử như cái file AutoCAD này mình đã định sẵn cái khổ layout là A3. Mình sẽ đưa 9 tấm hình này vào theo cái tỷ lệ khung như thế này và nó in ra theo một tỷ lệ cân xứng nhất định theo mỗi khung nhỏ như vậy mình đã set khổ sẵn. Nhưng mà các bạn đã biết khi đưa một hình ảnh vào thì nó sẽ không có đúng như cái khung hoặc là tỷ lệ khung mình đã định sẵn. Ví dụ như khi mình vào Insert, mình đưa một cái hình ảnh bất kỳ vào. Bạn chọn điểm đầu, điểm cuối để bung cái ảnh này theo đúng tỷ lệ như bạn chọn. Thì giả sử như ở đây mình có một cái tấm ảnh, thứ nhất á, là nó dài hơn cái khổ, bề ngang lại nhỏ hơn tỷ lệ khung. Do đó bây giờ mình muốn để một cái hình ảnh mà cân xứng như tỷ lệ khung nhưng mà mình định sẵn á, thì mình có thể bung cái ảnh này nó lớn ra bằng cách kéo dài như thế này. Và mình dịch chuyển cái ảnh này vào cái phần khung như vậy. Do đó, bắt đầu mình sẽ dùng thủ thuật. Thứ nhất á, là mình quét cái ảnh, mình nhấp chuột phải vào Image. Mình chọn là Lip, có nghĩa là cắt cái ảnh này ra, xén bớt những cái phần thừa. Các bạn để ý khi mà ở đây á, mình chọn Lip nó sẽ nhảy ra bốn lựa chọn. Các bạn nhấp vào lựa chọn là New Boundary. Bạn quét đúng cái phần mà mình chọn ảnh trong cái khung mà mình định sẵn. Nó sẽ xén bớt những cái phần nào thừa ra và để ảnh đúng như cái tỷ lệ khung rất là cân xứng. Để mình làm lại cho các bạn một cái tấm ảnh thứ sáu. Mình làm từ từ cho các bạn thấy lại lần nữa. Thứ nhất là vào tab Insert, thứ hai là tag. Thứ ba là chọn hình. Ở đây mình để chọn hai điểm để bung theo cái tỷ lệ ảnh mình cân xứng. Giả sử như tấm ảnh này nó cũng tương tự như vậy. Thứ nhất á, là cái bề ngang nó không có đúng như tỷ lệ khung á, thì mình bung nó bự ra. Sau đó mình chọn cái phần mà mình cần lấy á, mình để áp vô khung này. Ví dụ như mình lấy cần một lóc căn chung cư nhà như thế này. Những phần rìa cây này mình không cần. Sau đó mình sẽ dùng á, nhấp chuột phải vào nó, Lip. Mình chọn là New Boundary. Cái vùng New Boundary này mình sẽ quét trong cái phần mà mình lấy ảnh. Phần nằm ngoài cái Boundary này nó sẽ bị mất. Tương tự như vậy mình quét cái phần mà khung mình đã định sẵn ở đây. Thì các bạn thấy những cái phần thừa nó sẽ bị mất và nó nằm trong một tỷ lệ khung rất là cân xứng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.